Chào các bạn, mời các bạn đến với Một Góc Tâm Hồn Việt Nam qua truyện Kiều của Đại Thi Hào Nguyễn Du. Phần trước, chúng ta đã tiếp cận đến đoạn 5 của truyện Kiều nói về việc Thúy Kiều rời quê nhà và mất cái ngàn vàng với Mã Giám Sinh. Hôm nay đến đoạn 6, chúng ta sẽ tiếp cận đến phần Mã Giám Sinh đưa Thúy Kiều vào lầu xanh và nàng bị lừa, cho nên nàng đã tự vẫn lần nhất. Xin mời các bạn cùng theo dõi. Nhưng là lạ nước lạ non, Lâm Tri vừa một tháng tròn tới nơi, xe châu dừng bánh cửa ngoài. Buồng trong đã thấy một người bước ra, thoát trông nhợt nhợt màu da, ăn chi cao lớn đẩy đà làm sao. Trước xe lơi lạ han chào, theo lời nàng mới bước vào tận nơi. Bên thì mấy ạ mày ngài, bên thì ngồi 4-5 người làng chơi. Giữa thì hương án hẳn hoi, trên treo một tượng trắng đôi lông mày. Lầu xanh quên thối trưa nay, nghề này thì lấy ông này tiên sư. Hương hoa hôm sớm phụng thờ, cô nào câu xấu vía có thưa mối hàng. Cởi xiêm lộ đáo sổ sàng, bướm ong bay lại ầm ầm tứ vi. Thế thì khi nàng Kiều bước vào thì thấy có một cái bàn thờ, thì trên đó là có một cái tượng mày trắng. Thì cái tượng này tức là cái tượng bạch mi, là cái tượng gọi như là thần tài của cái nghề nhà thổ, để mà thờ trước cái đưa nàng Kiều vào để tú bà cúng và xin được phù hộ để cho nó đông khách. Và xiêm y tức là tất cả những thứ thì vào để thay ra đổi, để cho rằng là những cái thứ đấy đã uế tạp và những cái thứ đấy phải đưa xuống dưới chiếu và để thay đổi mới để cho nó linh thiêng và để cho kính cẩn trước cái thần mày trắng. Bướm ong bay lại ầm ầm tứ vi, Kiều còn ngơ ngẩn biết gì, cứ lời lại xuống mụ thì khấn ngay. Cửa hàng buôn bán cho may, đêm đêm hàn thực ngày ngày nguyên tiêu. Muôn nghìn người thấy cũng yêu, xôn xao anh yến dập dìu trúc mai. Tin nhạn vẫn lá thơ bài, đưa người cỡ trước rước người cỡ sau. Thế thì cái đêm đêm hàn thực ngày ngày nguyên tiêu thì có nghĩa là tú bà cầu khấn là khi Thúy Kiều về làm khách làm chơi thì luôn luôn đông khách và nhộn nhịp như là cái tiết nguyên tiêu và cái tết hàn thực. Thế thì cái tết hàn thực tức là hắn có cái điển tích là ngày xưa khi Tấn Văn Công đi lánh nạn đó, sang nước khác thì có một đoàn tùy tùng đi theo. Mười mấy năm sau thì khi quay về để phục quốc lên làm vua nhà Tấn, thì có một người là Trùng Nhĩ đi theo, nhưng mà khi quay về lại không báo công và không xuất hiện để xin được đặc ân hoặc là làm quan, mà về quê để ở ẩn và nuôi mẹ. Thế thì sau này có người với tâu lên nhà vua là nói rằng có một người mà trước đây đi phò vua và đã cắt đùi để cho vua ăn trong nấu cháo, vua ăn trong lúc đói, nhưng mà nay người đó là lại không có mặt. Thế thì vua cho đi tìm. Thế thì đi tìm thì khi đó là Tấn Văn Công không muốn ra để mà làm quan, mà nghĩ rằng cái việc giúp cho vua để sau này để về phục quốc để làm những cái việc chân chính thì là được rồi, ông không có ham những cái việc mà quan lại hoặc là bổng lộc. Thế ông cõng mẹ lên rừng để ông đi trốn. Thế thì cho vua với cho quân lính đi lùng sục đi tìm các cái khu rừng nhưng mà không thấy. Thế thì sau vua mới nghĩ rằng bây giờ cho phóng hỏa đốt khu rừng thì thế nào, thì ông là người chi hiếu thì ông sẽ cõng mẹ ra, nhưng mà không ngờ là ông lại không ra, mà cả hai mẹ con đều là chết cháy trong đấy. Thế sau này quân lính đi tìm ra thì thấy ông đã chết thành than, và nhà vua mới thương tiếc rồi là lệnh cho toàn thiên hạ là 3 ngày
không được đốt lửa và ăn đồ lạnh. Cho nên Hàn thực gọi là đồ lạnh như thế, có nghĩa là cái Tết đấy là một cái Tết lớn của Trung Quốc mà phải ăn đồ lạnh để tưởng nhớ con người có công giúp vua nhưng mà lại không màng đến danh lợi. Và ngày ngày Nguyên Tiêu là cũng ý muốn nói tức là đông vui như cái ngày Tết Nguyên Tiêu là cái ngày đó là 105 ngày sau cái Tết, sau cái Tết Hạ Chí, thì cũng là một cái Tết Thượng Nguyên mà nhân dân Trung Quốc người ta ăn cái Tết rất là to và vui, mọi người 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 rất là nhộn nhịp. Ý muốn nói tức là nàng Kiều đến là khách rất đông như thế. Và tin nhạn vẫn lá thư bài là cái tin đi tin lại, tin về cái người gái đẹp để cho khách làng chơi, thì như là cái tin nhộn nhịp mà như là người ta đưa tin trên cái chân con nhạn, con chim nhạn để mà là báo tin, tức là ý muốn nói tức là cái cách đưa tin và nó nhộn nhịp như thế. Tin nhạn vẫn lá thư bài đưa người cửa trước rước người cửa sau, người vào cửa trước người ra, nó nhộn nhịp đông đông khách. Lạ tai nghe chữa biết đâu, xem tình ra cũng những màu dở dang. Lễ xong hương hỏa ra đường, tú bà vắt nóc lên giường ngồi ngay dạy rằng con lại mẹ bây mẹ đây lại rồi sang lại cậu mày bên kia. Nàng rằng chút phận lưu ly phận hèn vâng đã cam bề tiểu tinh, điều đâu lấy yến làm anh ngây thơ đã biết là danh phận gì. Đủ điều nạp thái vu quy, đã khi trung trạng lại khi đứng ngồi, giờ ra thay bậc đổi ngôi. Dám xin gửi lại một lời cho mình, mụ nghe nàng nói hay tình, bây giờ mới nổi tam bành mụ lên. Này này sự đã quả nhiên, thôi đà cướp sống chồng mini rồi, bảo rằng đi dạo lên người đem về rước khách kiếm lời mà anh mà ăn tường vô nghĩa. Ở bất nhân buồn mình trước đã tần mần thử chơi, màu hồ đã mất đi rồi, thôi thôi vốn liếng đi đời nhà ma. Thế thì khi tú bà nói Thúy Kiều vào lại tú bà xong rồi vào lại cậu mày bên kia, thế là về đây làm côn trong nhà, và nàng Kiều biết rằng mình đã bị bán vào lầu xanh để làm đĩ rồi, thế nàng mới thấy oan khuất. Nàng mà trước đây là mãi dám sinh mua để làm tiểu tinh, tức là làm vỏ lẽ, sao bây giờ lại vào làm nhà thổ. Thế nàng nói trước đây vì mãi dám sinh nói thế cho nên là đã ăn ở với nhau, rồi đã ngủ đã nằm với nhau, thế rồi bây giờ là tú bà với nỗi tam bành lên, thế bảo là bây giờ thì là màu hồ đã mất đi rồi. Cái màu hồ tức là ý nói từ ngày như ngày xưa là vải lụa là người ta hồ hồ lên bằng cái hồ là nó bóng và nó cứng cái vải, thì có nghĩa là nó còn nguyên olarin, nhưng mà khi cái hồ nó mất tức là người ta đã giảm mất cái hồ rồi thì cái vải nó mềm, nó nhũn và nó không còn cái zin nữa. Ý muốn nói tức là nàng Kiều đã bị mất cái tinh rồi, thì bây giờ là sẽ lỗ và khách khứa là sẽ mất cái không còn được cái lãi như ý ban đầu, cho nên là bà nó giận, bà nó tìm cách để mà hành hạ Thúy Kiều. Bây giờ mới nổi tam bành mũi lên, này này sự đã quá niên, thôi đã cướp sống chồng mini rồi, bảo rằng đi dạo lấy người đêm về rước khách kiếm lời mà ăn tuồng vô nghĩa ở bất nhân, buồn mình trước đã tần mần thứ chơi, màu hồ đã mất đi rồi, thôi thôi vốn liếng đi đời nhà má. Con kia đã bán cho ta, nhập ra thì cứ phép nhà tao đấy. Lão kia có giữ bài bay chẳng văng vào mặt mà mày lại nghe, cớ sao chịu tốt đột bề gái tư mà đã ngứa nghề gớm sao. Phải làm cho biết phép tao, giật bì tiên rắp sấn vào da tay. Bì tiên đấy là cái roi bằng da. Nàng lằng trời nàng rằng trời thắm đất dày, thân này đã bỏ những ngày ra đi, thôi thì thôi có tiếc gì, sắm dao tay áo nàng thì dỡ ra, sợ gan nát ngọc liều hoa. Mụ còn nhìn mặt nàng đà quá tay, tha nôi tài sắc bậc này, một dao oan nghiệt đứt dây phong trần. Thế thì khi mụ tú bà mới nổi tâm mạnh đến đánh Chú Kiều và có mắng nhiếc nàng là tại sao mà ngươi đã nổi nghề sớm đấy, ngươi là con nhà đi mua trinh tiết về để kiếm lời mà ngươi đã cho nó ăn nằm, thế thì lẽ ra là mày phải chống cự mày để cho nó, thế thì Thúy Kiều thấy oan ức rồi
bà đây dùng cái roi mây đánh Thúy Kiều với Phấn Nút rồi mang theo con dao hồi xưa mang theo nàng với tự vẫn. Rồi lúc đó rồi nằm ngất đi rồi Tú Bà tìm cách đi cứu. Sở gan nan ngọc liều hoa, mụ còn nhìn mặt nàng đà quá tay. Than ôi tài sắc bậc này, một dao oan nghiệt đứt dây phong trần. Nói oan võ lở xa gần, trong nhà người chật một lần như nêm. Nàng thì bằn bật giấc tiên, mụ thì cầm cập mắt nhìn hồn bay. Vực nàng vào chốn hiên tây, cắt người quây sóc rước thầy thuốc men. Nào hay chưa hết sự duyên, trong mê giường đã thấy đứng bên một nàng. Dĩ rằng nhân quả dữ dàng, đã toan trốn nợ đoạn trường được sao. Số còn nặng nghiệp má đào, người dù muốn quyết trời nào đã cho, hãy xin hết kiếp liễu bổ, sông tiền đường sẽ hẹn hò về sau. Thế thì khi bị ngất rồi nằm thiêm thiếp mê man thì mới thấy một cái người hiện lên, chứ là Đàm Tiên, là cái người ngày xưa mà nàng Kiều viếng khi mà đi du xuân ấy. Mới hiện lên nói là chị đang còn nặng cái nghiệp đoạn trường, chứ chị muốn quyết, chị muốn chết đi để trốn tránh cái nợ, nhưng mà không được đâu. Chị đang còn phải sống và chị đang phải chịu nhiều những cái khổ đau nữa. Và hẹn chị sau này sẽ gặp chị ở sông Tiền Đường. Thuốc thang suốt một ngày thâu, cơn mê giường cũng đã dầu dầu vừa tan. Tú Bà trực sẵn bên màn, lựa lời khuyên giải mơn man gỡ dần. Một người dễ có mấy thân, hoa xuân đương nhị, ngày xuân còn già, cũng là lỡ một lầm hai. Đá vàng sao nợ ép nài mưa mây, lỡ chân trót đã vào đây, khóa buồng xuân để đợi ngày đào luôn. Người còn thì của hãy còn, tìm nơi xứng đáng làm con cái nhà. Làm chi tội báo an gia, thiệt mình mà hại đến tai gì. Kẻ tai mấy nỗi nần nì, nàng nghe giường cũng thị phi rạch ròi. Và trong thần mộng mấy lời, túc nhân âu cũng có trời. Trong túc nhân là ý muốn nói, tức là cái có cái sự báo trước, có cái sự linh ứng một kiếp trước mà cái duyên cái nợ nó đến, cho nên là mình phải chấp nhận. Túc nhân âu cũng có người ở trong kiếp này nợ trả chơi xong, làm chi thêm một nợ chồng kiếp sau. Lặng nghe thấm thía quá đầu, nàng rằng ai có muốn đâu thế này. Được như lời thế là may, sợ rằng mai có như rầy cho chăng. Sợ khi ong bướm đãi đằng, đến điều sống đục sao bằng thắt trong. Mụ rằng con hãy thông dong, phải điều lòng lại dối lòng mà chơi. Mai sau ở chẳng như lời, kìa gương nhật nguyện mặt trời sáng sôi. Thấy lời quyết đoán hẳn hôi, đành lòng nàng cũng sẽ nguôi nguôi dần. Thế thì Tú Bà mới hứa rồi, thôi thì con đã lỡ vào đây thì cứ ở đây thì chờ có dịp để tìm một nơi xứng đáng, thế rồi sẽ lấy chồng, chứ không có phải là làm khách nữa. Thế rồi Đàng Kiều mới nghĩ rằng là thôi thì cũng người báo ứng, là mình cũng chưa hết đoạn trường nợ đoạn trường, mà đang còn phải nặng nghiệp má đào, mà Tú Bà đã hứa này thôi thì cũng đành lòng cũng chấp nhận là ở lại, nhưng mà không không phải là làm khách để tiếp khách, không phải là người để làm gái để lầu xanh để tiếp khách. Cho nên là nếu thà rằng là sống đục sao bằng thác trong, thì thà chết mà trong sạch chứ không có sống bị đục bị vẩn nhơ. Thế thì Tú Bà nó hứa hẹn như thế, cho nên nàng cũng đành lòng rất là yên ổn và vui, sẵn sàng sống chứ không không liều chết nữa. Thế thì cái đoạn 5 là nói về đoạn nàng Kiều bị lừa vào lầu xanh và nàng bị sỉ nhục và nàng đã tự vẫn. Đến đây là tạm dừng. Sang đoạn 7 sẽ là cái đoạn nói về việc Tú Bà kết hợp cấu kết với Sử Khanh để lừa Thúy Kiều đưa ra khỏi nhà đi trốn, nhưng mà thực ra là trong cái bẫy của nó, để rồi Thúy Kiều bắt về lại là có cớ để bắt Thúy Kiều phải làm khách làm chơi trong lầu xanh.
Bây giờ tôi xin đọc lại từ đầu phần 6 để các bạn có sự liên tục trong bài thơ và dễ cảm nhận. Nhưng là lạ nước lạ non lâm tri vừa một tháng tròn tới nơi, xe trâu dừng bánh cửa ngoài, buồng trong đã thấy một người bước ra, thoắt trông nhợt nhợt màu da, anh chi cao lớn đẫy đà làm sao. Trước xe lơi lạ han chào, theo lời nàng mới bước vào tận nơi, bên thì mấy ạ mày ngài, bên thì ngồi 4-5 người làng chơi, giữa thì hương án hẳn hôi, trên treo một tượng trắng đôi lông mày, lầu xanh quên thối xưa nay, xưa nay nghề này thì lấy ông này tiên sư, hương hoa hôm sớm phụng thờ, cô nào xấu vía có thưa mối hàng, cởi xiêm lột áo rõ sàng, trước thần xé nguyện mãnh hương lầm rầm, đội hoa lót xuống chỗ nằm, bướm ong bay lại ầm ầm tứ vi, kiều còn ngơ ngẩn biết gì, cứ lời lại xuống mụ thì khấn ngãi, cửa hàng buôn bán cho may, đêm đêm hàn thực ngày ngày nguyên tiêu, muôn nghìn người thấy cũng yêu, xôn xao anh yến dập dìu trúc mai, tin nhạn vẫn lá thơ bài, đưa người cỡ trước rước người cỡ sau, lạ tai nghe chữa biết đâu, xem tình ra cũng những màu dở dang, lễ xong hương hoại ra đường, tú bà phát nóc lên giường ngồi ngay, dạy rằng con lại mẹ đấy, lại rồi sang lại cậu mày bên kia, nàng rằng chút phận lưu ly, phận hèn vâng đã cam bề tiểu tinh, điều đấu lấy yến làm anh, ngây thơ chẳng biết là danh phận gì, đủ điều nạp thái vu quý, đã khi chung chạm lại khi đứng ngồi, giờ ra thay bậc đổi ngôi, dám xin gửi lại một lời cho minh, mụ nghe nàng nói hay tình, bây giờ mới nổi tam bành mụ lên, này này sự đã quả nhiên thôi đà cướp sống chồng minh đi rồi, bảo rằng đi dạo lấy người, đem về rước khách kiếm lời mà ăn, tuồng vô nghĩa ở bất nhân, buồn mình trước đã tần mần thứ chơi, màu hồ đã mất đi rồi, thôi thôi vốn liếng đi đời nhà má, con kia đã bán cho ta, nhập gia thì cứ phép nhà tao đây. Lão kia có giữ bài bấy, chẳng văng màu mặt mà mày lại nghe, cứ sao chịu tốt một bề, gái tơ mà đã ngứa nghề gớm sao, phải làm chứ biết phép tao, giật bỉ tiên, rắp sấn vào cho tay. Nàng rằng trời thẳm đất dày, thân này đã bộ những ngày ra đi, thôi thì thôi có tiếc gì, sẵn giao tay áo, nàng thì nhớ ra, sợ gan nát ngọc liều hoa, mụ còn nhìn mặt nàng đà quá tay, than ôi tài sắc bậc này, một dao oan nghiệt đứt dây phong trần, nỗi oan võ lợi xa gần, trong nhà người chật một lần như nêm, nàng thì bằn bặt giấc tiên, mụ thì cầm cập mắt nhìn hồn bay, vực nàng vào chốn hiên tây, cắt người côi sóc rước thầy thuốc miên, nào hay chưa hết sự duyên, trong mê giường đã đứng bên một nàng, dị rằng nhân quả dữ dàng, đã toan trốn nợ đoạn trường được sao, số còn nặng nghiệp má đào, người dù muốn quyết trời nào đã cho, hãy xin hết kiếp liễu bổ, sông tiền đường sẽ hẹn hò về sau. Thuốc thang suốt một ngày sâu, cơn mê giường đã dầu vừa tan, tú bà trực sẵn bên màn, lựa lời khuyên dạy mơn man gọi dần, một người dễ có mấy thân, hoa xuân đương nhị ngày xuân còn dài, cũng là lỡ một lầm hai, đá vàng sao nỡ ép nài mưa mây, lỡ chân trót đã vào đây, khóa buồng xuân để đợi ngày đảo nôn, người còn thì cụ hãy còn, tìm nơi xứng đáng làm con gái nhà, làm chi tội báo oan gia, thiệt mình mà hại đến ta hay gì, kể tai mấy nỗi nần nỉ, nàng nghe giường cũng thị phi rạch ròi, vã trong thần mộng mấy lời, túc nhân âu cũng có trời ở trong, kiếp này nợ trả chưa xong, làm chi thêm một nợ chồng kiếp sau. Lặng nghe thấm thía có đầu, nàng rằng ai có muốn đâu thế này, được như lời thế là may, hẳn rằng mai có như rày cho chăng, sợ khi ong bướm đãi đằng, đến điều sống đục sao bằng thác trong, mụ rằng con hãy thông dong, phải điều lòng lại dối lòng mà chơi, mai sau ở chẳng như lời, kìa gương nhật nguyệt mặt trời sáng sôi, thấy lời cứ đoán hẳn hôi, đành lòng nàng cũng sẽ xui dần. Đoạn 6
xin được tạm dừng ở đây. Hôm sau các bạn sẽ nghe đoạn 7 nói về việc Mã Sở Khanh và Tú Bà câu kết với nhau để lừa Thúy Kiều trốn Đồng Xanh, và sau Tú Bà bắt về để bắt Thúy Kiều phải làm gái tiếp khách Đồng Xanh. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi chuyện Kiều trong Một Góc Tâm Hồn Việt Nam. Hẹn các bạn phần tiếp theo vào dịp sau. Xin chào tạm biệt.